Kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chuyện trong ngày của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, ngày 17 tháng 2 năm 1979, 60 vạn quân Trung Quốc mở cuộc tấn công ào ạt trên 6 tỉnh biên giới Việt Trung. Hôm nay, sự kiện đó đã tròn 44 năm. 44 năm qua, trong ký ức những người lính đã tham gia vào cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc, sự ác liệt vẫn còn nguyên, nỗi dày dứt vẫn còn nguyên. Dày dứt nhất là cho tới hôm nay, nhiều đồng đội của họ vẫn còn nằm lại trong đất đá biên cương, chưa được trở về. Do đó mà suốt nhiều năm qua, cứ tới ngày này, những người may mắn đi qua chiến tranh lại thực hiện những hành trình lên biên giới để nhắc nhớ về một câu chuyện lịch sử. Và cũng là dịp để tri ân đồng đội, các anh hùng, liệt sĩ đã dâng hiến cả tuổi thanh xuân của mình cho đất nước để có được biên giới hòa bình hôm nay. Đã thành thông lệ, ngày 17 tháng 2 hàng năm, Hội Cựu chiến binh bằng B, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội cũng dành thời gian về thăm đền thờ các anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên để thắp nén tâm hương cho những người đồng đội của mình đã ngã xuống trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Tôi rất là cảm ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tuổi thanh xuân này, hy sinh xương máu này, rồi là hy sinh nhiều mọi thứ để chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc và làm lại trên mảnh đất này, mà trong khi đó các đồng chí cũng chưa biết là đã được về với đất mẹ chưa hay là vẫn còn nằm đâu đó ở các hang đá núi lọ núi kia. Chúng tôi rất là xúc động. Thế tôi cũng chỉ mong làm sao mọi thứ để mình tìm được lại tất cả các đồng đội của tôi. Trong buổi sáng ngày 17 tháng 2, thời tiết khô ráo, ấm áp nên rất đông người dân. Những cựu chiến binh trong và ngoài tỉnh đến viếng, thắp hương tri ân những người con ưu tú của dân tộc. Đứng nơi đền thờ các anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên, những đôi mắt của các cựu chiến binh luôn chất chứa những ký ức khó quên của cuộc chiến khốc liệt. Tôi tưởng nhớ thăm lại các đồng đội ngày xưa đã chiến đấu cùng với bọn tôi. Thì hôm nay là tôi về thăm lại đồng đội là cách đây hơn 44 năm rồi. Cảm xúc tôi rất nhớ, rất thương các đồng đội. Đến đây thì em rất xúc động và mới biết là có quá nhiều anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại mảnh đất này. Và với cương vị là một đoàn viên thanh niên thì em sẽ cố gắng học tập thật tốt để đưa đất nước giàu mạnh hơn để xứng với các công lao của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh. Để thực hiện tốt công tác phục vụ và tiếp đón thân nhân liệt sĩ và các đoàn đến viếng, Tổ quản lý đền thờ các anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên đã xây dựng kế hoạch phân công cụ thể nhiệm vụ đến từng cá nhân nhằm hướng dẫn các đoàn thân nhân thăm viếng đảm bảo theo quy định. Với cái tâm huyết, với khả năng của mình làm sao để mà mình làm hết cái tinh thần trách nhiệm để cho các anh hùng liệt sĩ ở đang yên nghỉ đó cũng ấm lòng. Rồi các đoàn khách, các đoàn thăm viếng khi đến đây với đền thờ các anh hùng liệt sĩ, khi ra về rồi thì trong tâm trạng của mỗi du khách vẫn còn lưu luyến để một dịp nào đó, một ngày nào đó lại được quay trở lại với cái đền thờ các anh hùng liệt sĩ để có thắp cho các anh hùng liệt sĩ nén tâm hương. 44 năm đã trôi qua kể từ cuộc phong ba đôi bờ biên giới. Những điểm cao 468, 685, 772, 1509 hay những địa danh như Lò Vôi Thế Kỷ, Thác Gọi Hồn, nơi diễn ra các trận đánh khốc liệt năm xưa, giờ đây đã phủ màu xanh hòa bình với nhịp sống trên đường phát triển. Thế nhưng, ngày tháng đó mãi mãi được lịch sử khắc ghi. Không ai được phép quên, dẫu cho trong những khe đá thung sâu của Vị Xuyên vẫn còn hàng nghìn người lính nằm lại, chưa được tìm thấy và quy tập. Song trong trái tim mỗi người dân Việt Nam, các anh sống mãi cùng đất nước. Trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc, địa danh Pò Hèn, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh không chỉ nổi tiếng với khúc ngợi ca về cô gái mậu dịch viên của cửa hàng thương nghiệp Hoàng Thị Hồng Chiêm, người đã kiên cường chiến đấu và hy sinh khi làm nhiệm vụ vào ngày 17 tháng 2 năm 1979. Nhắc đến Pò Hèn là còn nhắc nhớ tới 86 người chiến sĩ đã chiến đấu anh dũng và chiến đấu vì biên cương của Tổ quốc. Trải qua khói lửa chiến tranh, từ đống hoang tàn đổ nát sau những trận pháo kích, Pò Hèn giờ đây đã thay da đổi thịt, trở thành một làng quê trù phú, bình yên giáp biên giới. Và ngọn đồi nơi 86 anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến ác liệt ngày ấy đã trở thành tượng đài bất tử, nhắc nhớ các thế hệ sau những bài học lịch sử vô giá về giá trị của độc lập, hòa bình và toàn vẹn lãnh thổ. 44 năm trước, quân xâm lược đã nổ súng tấn công Việt Nam trên toàn tuyến biên giới phía Bắc. Quân và dân ta đã chiến đấu anh dũng để ngăn bước tiến quân thù, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.
dù năm tháng trôi đi, nhưng những câu chuyện về ký ức hào hùng trong cuộc chiến đấu này vẫn còn vẹn nguyên. Và giờ đây, những hồi ức ấy đang được chính những người lính biên phòng gìn giữ và kể lại cho thế hệ mai sau. Mình và Trung Quốc cách nhau một con sông biên giới, gọi là sông Ca Long. Và đây cũng là nơi đơn vị đóng quân vào năm 1979. Tại đây thì vào ngày 17 tháng 2 năm 1979 thì vào 5 giờ 30 phút sáng, chiến sĩ Nông Thế Điều, quê quán ở huyện Bình Liêu, thì là người gác ca gác cuối cùng của đơn vị, phát hiện địch áp sát biên giới, đã nổ 3 tiếng súng báo hiệu cho toàn đơn vị vào vị trí sẵn sàng chiến đấu. Dù nhiều lần được nghe cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Pò Hèn chia sẻ về cuộc chiến đấu gian khổ của quân và dân ta hơn 40 năm trước, nhưng các cô giáo của trường mầm non xã Hải Sơn vẫn xúc động như lần đầu. Tôi rất là xúc động. Như vừa nãy đồng chí Thực có giới thiệu thì tôi đã rớm chuẩn bị rơi nước mắt. Tại vì nghe đến đâu là mình xúc động và cảm động đến đấy. Để các cháu lớn lên với một cái tình yêu quê hương đất nước và cũng sẽ là một trong những tương lai mầm non để góp phần xây dựng và bảo vệ cái bờ cõi biên giới được bình yên. Từ mảnh đất biên cương khó khăn, gian khổ, xã Hải Sơn hôm nay đã chuyển mình là vùng nông thôn mới bình yên nơi biên cương. Bà con các dân tộc không chỉ đi rừng, làm nương mà đang dần mở ra các mô hình du lịch văn hóa, sinh thái. Những người lính biên phòng lại thường trực nhiệm vụ mới khi cùng đóng góp vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, đời sống của người dân địa phương. Đơn vị chúng tôi xác định là việc giúp dân để nhân dân yên tâm lao động sản xuất và giúp đỡ bộ đội biên phòng trong công tác quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới là một nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu và vận động nhân dân cùng với lại bộ đội biên phòng chung tay xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Bên phải, quay! Bình Nhất Lê Anh Tuấn và Tô Quang Vinh là hai chiến sĩ mới nhận nhiệm vụ tại đồn. Và những đêm tuần tra như thế này cũng đã quen thuộc với hai người chiến sĩ mới. Trải qua cung đường tuần tra thanh bình, càng khiến họ biết trân trọng hơn giá trị của độc lập, của tự do và hòa bình. Tôi về nhận thực hiện nhiệm vụ ở đơn vị đến nay là được 7 tháng. Được công tác tại đồn biên phòng Pò Hèn là một niềm vinh dự của chiến sĩ trẻ như tôi. Dù là một người lính nghĩa vụ, tôi được ý thức được một vai trò trách nhiệm của mình với đơn vị, với đồn. Và tôi cố gắng từng ngày để thực hiện xuất sắc nhiệm vụ. Công việc tuần tra biên giới là nhiệm vụ thường xuyên của chúng tôi tại đồn biên phòng Pò Hèn. Trên những con đường tuần tra ấy cũng có đôi lúc khó khăn, nỗi nhớ gia đình, nhưng với tinh thần là một người lính bộ đội Cụ Hồ, đặc biệt là chiến sĩ đồn biên phòng Pò Hèn, lại tiếp thêm cho tôi sức mạnh, vững chắc tay súng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Khi giành được cái độc lập tự do đã khó, cái việc giữ gìn và bảo vệ lại càng khó hơn. Chính vì vậy thì mỗi cán bộ chiến sĩ biên phòng chúng tôi phải luôn nêu cao cái tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc. Và để làm được cái việc đó thì mỗi cán bộ chiến sĩ chúng tôi tăng cường các cái biện pháp tuần tra kiểm soát, nắm chắc cái tình hình nội ngoại biên và đấu tranh có hiệu quả với các cái loại tội phạm, tham gia cùng với cả địa phương triển khai các cái chương trình, các cái mô hình phát triển kinh tế xã hội, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Bảo vệ Tổ quốc đã trở thành ý thức dân tộc có sức mạnh to lớn được hun đúc từ ngàn đời. 44 năm nhìn từ cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc ngày 17 tháng 2 năm 1979 cho thấy việc bảo vệ biên cương, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc là trách nhiệm thiêng liêng của toàn thể người dân Việt Nam. Những cuộc chiến trong lịch sử giúp người Việt hiểu rõ hơn giá trị của hòa bình, từ đó ý thức cao hơn trong việc gìn giữ và vun đắp những đường biên giới hòa bình. Sáng 17 tháng 2 năm 1979, tiếng súng xâm lược đã vang khắp 6 tỉnh biên giới của Việt Nam. Sư đoàn Bộ binh 337 thuộc quân khu 4 nhận lệnh hành quân lên biên giới phía Bắc vào ngày 18 tháng 2 năm 1979. Đại tá Hoàng Hoa Chiến, lúc đó là trưởng ban tác chiến của Sư đoàn Bộ binh 337 cùng ban chỉ huy sư đoàn đã gấp rút đưa ra các phương án hành quân, đưa hơn 7.000 bộ đội cùng vũ khí lên bảo vệ biên giới phía Bắc. Yêu cầu nhiệm vụ trên thì phải hành quân khẩn trương với tinh thần thần tốc, lên đến nơi rồi thì vậy chiến đấu này. Với cái quyết tâm của đảng, của chỉ huy các đơn vị từ trên dưới, với kinh nghiệm trong kháng chiến chống Mỹ,
thì cán bộ chiến sĩ là vẫn nghĩ cái chuyện là phía trước là theo tiếng gọi của biên cương, của đồng bào các dân tộc để quyết tâm lên để mà chiến đấu. Trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc đã tạo ra nguồn sức mạnh để ông Chiến và hàng vạn đồng đội của mình ra mặt trận chiến đấu. Theo giáo sư tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang, cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc tháng 2 năm 1979 cần được đặt ở một vị trí vô cùng quan trọng, như một sự khẳng định sức mạnh toàn dân tộc trong sự nghiệp chống ngoại xâm. Cái nguyện vọng của người dân Việt Nam ấy là muốn cái truyền thống này phải được hôn đúc, phải được nuôi dưỡng, và đấy chính là sức mạnh của toàn dân, của toàn quốc. Thì cái sự nghiệp kháng chiến chống ngoại xâm năm 79 ấy cũng phải được coi như là một phần mà đưa vào cái giáo dục truyền thống, đưa vào giáo dục thế hệ trẻ. Và nếu như không có một cách trình bày khách quan khoa học ấy, chính là mảnh đất màu mỡ cho mọi sự xuyên tạc, cho mọi sự kích động. Cho nên tốt nhất ấy là tổ chức các cái nghiên cứu để trình bày một cách khách quan nhất, khoa học nhất cái sự kiện lịch sử này. Để có được cuộc sống độc lập, tự do, bao nhiêu xương máu các thế hệ đã đổ xuống. Điều đó đặt lên vai thế hệ trẻ hôm nay và những người dựng xây tương lai của đất nước mai sau, trách nhiệm phải giữ bằng được đường biên giới hòa bình. Và lịch sử đã chứng minh người Việt Nam sẽ làm mọi cách vì hai chữ hòa bình ấy. Tôi nghĩ là lịch sử đã để lại cho chúng ta những cái bài học lớn trong cái quan hệ của các quốc gia láng giềng, Campuchia, với Lào, với Trung Quốc. Thì tôi nghĩ rằng cái điều quan trọng nhất là làm sao mà chúng ta giữ cho được hòa khí, làm sao mà chúng ta tránh cho được chiến tranh. Muốn như vậy thì trước hết chúng ta phải mạnh và chúng ta giữ được đất nước mình. Nhưng thứ hai, chúng ta phải tôn trọng những cái nước bạn láng giềng. Chúng ta làm những gì có thể để cùng phát triển với đất nước bạn. Chúng ta càng nhiều lợi ích song trùng với cái nước bạn càng tốt, thì chúng ta sẽ có được một cái biên giới bình yên. Những ngày đầu tháng 2 năm 2023, hàng vạn tân binh nô nức lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Mạch nguồn của ý chí và sức mạnh dân tộc vẫn được tiếp nối giữa các thế hệ thanh niên Việt Nam. Tất cả hướng đến một nhiệm vụ cao cả: bảo vệ Tổ quốc. Tham gia nhiệm vụ thì em muốn rèn luyện bản thân, khắc phục mọi khó khăn gian khổ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Em muốn vào trong môi trường quân đội để rèn luyện bản thân. Và thứ hai là em muốn phục vụ cho Tổ quốc. Tôi cảm thấy rất là phấn khởi và tự tin, và cũng một chút háo hức bởi vì mình được đóng góp một phần công sức của mình cho công cuộc bảo vệ Tổ quốc. Không chỉ trên biên giới đất liền, trên các vùng biển, các hải đảo của Việt Nam cũng đã từng diễn ra các cuộc chiến ác liệt. Rất nhiều chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam cũng đã ngã xuống để bảo vệ hai chữ chủ quyền thiêng liêng đã được bao thế hệ cha ông xây dựng, giữ gìn. Và ngay cả trong thời bình, vẫn có những người lính nằm xuống. Sự hy sinh của họ như một ngọn lửa, tiếp thêm sức mạnh để thế hệ hôm nay thêm quyết tâm, chắc tay súng, bảo vệ từng tấc đất của cha ông vì cuộc sống hòa bình của đất nước. Một lễ tưởng niệm xúc động trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam. Trên các nhà giàn, vọng gác tiền tiêu nơi tuyến đầu Tổ quốc, trong nhiều năm qua, đã có hàng chục cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ tại các bãi cạn như Tư Chính, Phúc Tần, Huyền Trân, Ba Kè, Quế Đường và bãi cạn Cà Mau. Còn biết bao tấm gương cao đẹp của các đồng chí mà hôm nay chúng ta chưa nói hết, kể hết được gương hy sinh của các đồng chí đã trở thành biểu tượng hết sức cao đẹp, sáng ngời. Phẩm chất anh hùng, người chiến sĩ hải quân tô thắm thêm truyền thống vẻ vang trong bước chặng đường 67 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của quân đội nhân dân Việt Nam, trở thành giá trị tinh thần quý giá, động viên, thôi thúc, nâng bước các thế hệ chúng tôi hôm nay và mai sau nỗ lực phấn đấu hoàn thành lợi thắng lợi sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc trong tình hình mới. Tiếp bước thế hệ cha anh, những chiến sĩ trẻ lần đầu tiên ra nhà giàn làm nhiệm vụ, dù còn nhiều khó khăn bỡ ngỡ, nhưng tình cảm chân thành từ đồng chí đồng đội là động lực để các anh vượt qua mọi khó khăn thử thách nơi đầu sóng ngọn gió. Và cũng rất tự hào khi trở thành người chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam.
Em coi đây như là một ngôi nhà thứ hai của mình vậy. Bản thân em thì cảm thấy rất vinh dự khi là một trong những người cán bộ chiến sĩ được bước chân lên nhà giàn DK-10 bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của mình. Đây là ước mơ từ nhỏ của em là được cống hiến cho đất nước của mình, cống hiến cho tổ quốc của mình và được trở thành một người chiến sĩ hải quân, người lính bộ đội Cụ Hồ. Đầu tiên là em muốn gửi chúc đến gia đình em, nhất là mẹ em là hãy ở nhà giữ gìn sức khỏe, đừng lo quá cho con. Con ở đây thì được các anh, các chú che chở, còn không cần phải lo lắng nhiều, con cũng đã lớn rồi. Tiếp theo là muốn chúc các đồng chí đồng đội là luôn luôn cũng phải tay súng, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo. Mặc dù là công tác xa nhà, nhưng cái trái tim chúng tôi vẫn hướng về Tổ quốc, hướng về hậu phương, hướng về gia đình. Và mong gia đình và mọi người cứ yên tâm đón một cái Tết vui vẻ và trọn vẹn. Chúng tôi nơi biển khơi vẫn vững chắc tay súng và bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng trời, vùng biển, thêm lục địa phía Tây Nam của Tổ quốc. Mùa xuân về, biển cả trở nên hiền hòa hơn. Mùa xuân về làm nở bùng những bông hoa hiếm hoi trồng trên kết cấu thép. Mùa xuân về, những người lính biển thêm một tuổi đời, thêm một tuổi quân, càng dặn dày sương gió, vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió để thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng mà Tổ quốc và nhân dân giao phó. Trên vùng biển xa nơi cực Nam Tổ quốc, tiếng sáo mang âm hưởng quê hương miền núi phía Bắc réo rắt vang lên một lời nhắn từ người chiến sĩ hải quân xa quê. Đất nước Việt Nam liền một dài, Tổ quốc Việt Nam được bảo vệ vững chắc từ phía biển.